Xin chào, tôi là Mỹ Linh. Tôi muốn nói với các bạn về số phận của loài gấu ở nước ta. Thật đáng buồn, gấu đang bị tước mất quyền được sống tự do trong thiên nhiên. Gấu bị săn bắt, buôn bán, đưa về nuôi nhốt tại các trang trại và bị khai thác mật để phục vụ cho nhu cầu của con người. Nếu như tình trạng này tiếp tục tiếp diễn, thì Mỹ Linh không biết rằng số phận của loài gấu ở nước ta sẽ đi về đâu. Hãy cứu lấy loài gấu bằng cách cùng với Mỹ Linh nói không với mật gấu và các sản phẩm khác làm từ gấu. Xin chân thành cảm ơn.